Chớp mắt một cái liền đã qua một ngày, ngoái đầu một cái liền đã là một năm, quay lưng một cái đã là một đời người. Một đời người luôn có quá nhiều thứ phải khiến ta thổn thức không kịp nữa rồi. Chính vì vậy cho nên đến giờ phút này, khi cuộc sống đã nhuốm màu phong sương tế nguyệt, ai chân thành đã rõ, ai gian dối đã hay, cũng không còn gì phải hối tiếc. Quãng đời còn lại quý giá như vậy, mong rằng ta đừng uổng phí kiếp người, hãy cố gắng chăm lo tu tập. Vội để làm gì, gấp để làm chi, hối hả trong kiếp nhân sinh này, để cuối cùng mọi cố gắng để đều tan biến theo vô thường, mọi kỳ vọng chỉ trùng lại khổ đau trong cuộc sống. Hiểu như thế, ta cống hiến cho nhân sinh không gì một lẽ mong cầu, ta cho đi không mong sự nhận lại.